Mến chào toàn thể anh em, chào mừng anh em trở lại kênh Hàng Nội Địa Nhật Bản. Mình là Tuấn Anh đây, hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho các anh em một lô máy Hàng Nội Địa Nhật sử dụng điện 110V. Đợt này thì có rất nhiều loại anh em thoải mái lựa chọn ha. Khoan boss, hai chức năng, đẹp cũng có nha anh em, chức năng cũng có ha. Máy đục, Makita, Hitachi, boss, rất là nhiều loại anh em thoải mái lựa chọn. Máy cắt đa năng lửa 100, có hộp đựng bụi. Máy bào 82 ly của Hitachi, Makita, bu lông 1/2, 3/4. Siêu đẹp, mát in da băng luôn nha anh em. Cưa lỏng boss, black in cơ, máy thổi, chà nhắm gung thì có số loại đây nha anh em. Máy bắn vít chuyên dụng, chuyên bắn vít nha anh em. Có búa cấp trợ đầy đủ, khoan đầu 13 ly của Hitachi, Makita boss. Này toàn là những con máy chất không anh em dễ lựa chọn ha. Máy mài và một đặc biệt điều việc cái máy khoan góc nha anh em, khoan góc chén máy mài ha, công tắc bóp dễ dàng anh em thao tác. Máy mài ở đây thì mình có một số cây để cho anh em thoải mái lựa chọn. Ok, mình xin chia sẻ phương thức thanh toán bên mình. Khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng thì mình bao ship nha anh em. Đó là phương pháp thanh toán thứ nhất ha. Còn phương án thanh toán thứ hai là anh em nhận hàng thanh toán ship COD. Anh em lưu ý nhận hàng thanh toán vui lòng thông cảm, mình không bao phí vận chuyển. Phí vận chuyển bưu điện thu, anh em lưu ý điều đó giùm mình nha anh em, chứ không phải mình thu ha. Phí vận chuyển bưu điện thu, đơn vị vận chuyển thu. Ok, những đơn hàng có giá trị cao anh em vui lòng cọc cho mình 10% giá trị đơn hàng mình mới gửi nha. Còn mấy con máy giá 100, 200, 250, 300 thì không cần cọc nha nè. Mấy máy nhỏ gọn không cần cọc, máy lớn anh em vui lòng cọc cho mình 10%. Ok, thì đó là sơ lược cái thông tin của mình ha. Mọi phương thức liên lạc hoặc là thông tin cá nhân của mình thì mình có để dưới phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp dưới phần mô tả. Xin trân trọng cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ mua hàng bên mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cũng mong được sự đóng góp ý kiến cũng như nhiều bình luận, like, share, chia sẻ để mình có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như động lực để làm thêm nhiều video đặc sắc và có nhiều con máy tốt lợi hại hơn cho anh em sử dụng nha. Đầu tiên xin chia sẻ với anh em cho lọt máy mài nhỏ gọn cơ động, đơn giản dễ dàng sử dụng nhất. Mã đầu tiên 153, con này của hãng Makita nghe nè. Sử dụng điện 1 tấc ha. Điện áp 100V. 500. Con này 460W của Makita. 10.000 dòng trên phút. Lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản ha. Con này toàn bộ thân máy vô nó là phần nhôm, đây là vỏ nhựa nghe nè. Dày dặn, cách điện tốt. Anh em có thể sử dụng thoải mái, yên tâm, không bị ảnh hưởng trực tiếp từ vấn đề quang quật anh em. Bền bỉ. Điện nguồn trung bình của nó dài 3m, công tắc phía dưới đuôi, điện nguồn 100V, test chức năng anh em xem. Con mã số đầu tiên ha, con máy này mà phiên bản thương mại hàng 220 vẫn có hay nè, giá của nó hàng mới toàn trong hãng ra là khoảng 2.200.000 hay nè. Còn con này là điện 100V, hàng Nội Địa Nhật mình hơi thanh lý anh em, mã 153 giá 300.000 đồng nha. Máy mới là 2.200, máy cũ giá 300 nha nè. Tiếp theo 154. 154 cũng là máy mài của thằng Makita nha nè. Sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 100V, 7A, 670W, 12.000 dòng trên phút ha. Con này mã của nó là 154, anh em xem ngoại hình. Logo khắc trực tiếp vào máy nha anh em, Makita chính hãng Nội Địa Nhật ha. Giá 100V, sử dụng điện 1 tấc, công tắc ký đuôi, dây nguồn dài 3m, tất chức năng anh em xem. Một 54 giá vẫn 300.000 đồng nha anh em. Tiếp theo 155. 155. 9533B. Sử dụng điện 1 tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 dòng trên phút nha anh em. Logo khắc trực tiếp vào máy ha. Đây. Điện nguồn dài 3m. Để tính năng anh em xem. Cực kỳ êm ái nhẹ nhàng,
thân nhỏ gọn, dễ dàng sát sử dụng. Makita chính hãng nội địa Nhật, điện áp 100V, mã 155 giá 350.000 đồng nha anh em. Thì con này tem đen anh em, tem đen. Thì cũng dễ công tắc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng trên phút. Con này có mắt in da băng đây luôn anh em, mắt in da băng ha. Đây ngoại hình đây. Máy này anh em sử dụng chức năng thì bao bền bỉ, điện áp 100V nha anh em. Tới chức năng anh em xem. Mã 156 giá 350.000 đồng nha anh em, giá cực kỳ rẻ cho anh em sử dụng ha. 157 con này là Makita 9533B, điện một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút, mắt in da băng nha anh em. Điện nguồn dài 3m, công tắc phía đuôi, test chức năng anh em xem. Hình ok, tem mát đầy đủ nha em, thông số rõ ràng, chịu tải tối đa 960W ha. Mã 157 giá 400.000 đồng nha anh em. Máy mài Hikuki, ngoại hình đẹp, sáng bóng nha anh em, sạch sẽ ha, còn bằng rất mới, tem mát rõ ràng, sản xuất năm 2020, giờ rất cao. Sử dụng điện một tấc, điện áp 100V, 720W, 7.4A, 12.000 vòng trên phút. Hikuki ha, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Điện nguồn dài 3m, công tắc phía đuôi, test chức năng anh em xem. Mã 158 giá 400.000 đồng anh em, con này rất là đẹp ha. Một năm chín máy mài có thắng nha anh em, sử dụng điện một tấc, điện áp 100V, 590W, 6.2A, 12.000 vòng trên một phút, có thắng từ vì nguồn dài 3m, công tắc phía đuôi, test chức năng anh em xem. Mã 159 máy mài có thắng từ, giá 350.000 đồng nha anh em. Tiếp theo 160 máy mài có thắng từ, tiếp tục điện một tấc, điện áp 100V, 670W, 7A, 12.000 vòng trên phút của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, dây nguồn dài 3m, công tắc phía dưới đuôi. Mã 160 giá 350.000 đồng anh em. Máy mài Hikuki, công tắc trượt ha, điện áp 100V, 780W, 8A, 12.000 vòng trên phút nha anh em, đời cao, sản xuất năm 2018 ha. Test chức năng anh em xem. Mã 162 giá 400.000 đồng. Tiếp theo con này của hãng Hitachi nha anh em, sử dụng điện một tấc, điện áp 100V, 780W, 8A, 12.000 vòng trên phút, đời cũng cao luôn, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, con này của hãng Hitachi ha. Công tắc trượt phía bên hông, điện nguồn dài 3m, tích chức năng. Mã 163 giá 400.000 đồng nha anh em, công tắc trượt ha. Máy mài 2T, điện áp 100V, 670W, điện áp 100V, 9.000 vòng trên phút nha anh em, dây nguồn dài 3m, công tắc bên hông ha, công tắc trượt.
mã 166 giá 350.000 đồng nha anh em. Có đắt trượt ha. Một sáu năm máy mài của hãng Makita, điện áp 100V, 5.7A, 11.000 dòng phút, con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, 540W nha, điện áp 100V, điện 1 tấc nha, công tắc trượt ở bên sau lưng, dây nguồn dài 3m, tích chức năng anh em xem. Mã 165 giá 400.000 đồng nha. Hai 15 máy bắn dứt quản Hitachi có thắng từ gấp trượt, máy chuyên dụng bắn dứt nha anh em. Điện áp 100V, 340W, 4A, từ 0 đến 3.300 dòng phút, con này của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Dây nguồn dài khoảng 5m nha anh em. Test chức năng anh em xem. Dây tốc cò. Đảo chiều. Điều tốc cò. Có cấp trượt, có búa đầy đủ. Máy bắn dít chuyên dụng mã 215 giá 350.000 đồng. Dây nguồn dài khoảng 5m nha anh em. Hai 16 con này máy bắn dít Makita siêu đẹp nè anh em. Để anh em lại xem. 6952 con này đời cao nha anh em, 3.2A, từ 0 đến 3.300 vòng trên phút, điện áp 100V, 300W, con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản ha. Con này một máy trên thị trường đang bán giá có khoảng cỡ khoảng 4 triệu rưỡi nha anh em. Đi tốc cò, bấm nhẹ chậm, bấm mạnh nhanh, buông ra là có thắng từ, đảo chiều đầy đủ, đảo chiều, cấp có búa, cấp trượt, đó. Máy bắn dít chuyên dụng mã 216 giá 450.000 đồng, dây nguồn dài 5m. Ok. Máy bắn dít đầu khía huyền thoại của hãng Makita. Bó dây nguồn này hơn 8m nha anh em. Hơn 8m đây. Bắn dít Makita. 6954 điện áp 100V, 4.2A, 360W, từ 0 đến 2.600 vòng trên phút. Ok chưa? Tem mát đầy đủ ngoại hình ok, dây nguồn dài 8m. Có đèn LED. Đây nghe nè. Dây tóc cò. Thắng từ cực nhạy. Đảo chiều, dây tóc cò. Buông ra thắng liền nha. Cực xịn ha, con này con xịn nhất trong máy bắn dít. Tem niêm phong còn nguyên chưa tháo nha anh em. Máy chưa bung luôn ha. Máy chưa bung, dây nguồn dài hơn 8m. Mã 218 giá 700.000 đồng. Chè nhắm gung 167. Điện áp 100V, công suất 180W nha anh em, 13.000 vòng trên 1 phút ha, lấy dài đây. Công tắc nằm phía trước, dây nguồn dài khoảng 3m, tới chức năng anh em xem ha. Êm ái, nhẹ nhàng, chà nhám gung còn rất mới nha anh em. Đây, mình đây còn rất mới. Chà nhám gung 167 giá 180.000. Một sáu tám hãng Mini Sander, con máy rất là quen thuộc. Điện áp 100V, 180W, 13.000 vòng trên phút. Lại dư với nhám. Trước sau. Dây nguồn dài khoảng 3m nha anh em.
công tắc nằm trên đây, ốp rồi. Mã 168, giá 250.000 đồng nha anh em. Một 169 cũng giống vậy ha. Điện áp 100V, 180W, 13.000 vòng trên phút. Bộ giữ lưỡi nó vẫn còn đầy đủ, anh em có thể xem. Giữ nhớ ngắm còn đầy đủ nha anh em. Chất chức năng anh em xem. Công tắc nằm trên đây. Một 169 giá vẫn 250.000 đồng nha anh em. 171 chà nhám dán ha, đây nhám cái dán gốc để anh em chà mấy gốc kẹt. Điện áp 100V, 13.000 vòng trên phút, 130W. Này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nha anh em, công tắc nằm trên đây ha. Công tắc nằm đây nha anh em. Mã 171 giá 250.000 đồng nha anh em. Một 172 chà nhám chuyên nhật ngang 90 dài 180, điện áp 100V, 150W, 12.000 vòng trên phút nha anh em. Này sản xuất tại Nhật Bản nha. Giữ lưỡi ở dưới nhám phía sau, giữ dưới nhám phía trước, hai bên còn đầy đủ. Tích chức tăng anh em xem. Công tắc đẩy. Một 172 giá 300.000 đồng nha anh em. 173 chà nhám của hãng Hitachi, ngang 90 dài 180, điện áp 100V, 180W, 1.9A, 10.000 vòng trên phút. Đây kẹp dây nhám đây nha anh em, trước sau. Test chức năng anh em xem. Mã 173 giá 350.000 đồng nha anh em. 3. Tiếp theo. Bu lông cầm tay nhỏ gọn của hãng Hitachi. Đảo chiều trực tiếp tại cò cho anh em bắn nhanh gọn lẹ. Mã 219 quầy của hãng Hitachi, tên nó là QH12, điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2.100 vòng trên phút, đảo chiều trực tiếp tại cò nhanh gọn lẹ, dây nguồn dài 5m nha anh em. Tất chức năng anh em xem. Quầy đầu 3/4 ha. Mã 219 giá 500.000 đồng, dây nguồn dài 5m. Hai 20 con này dây nguồn rất là dài nha anh em, dài khoảng cỡ 8m ha. Đây một bó ở đây. Bu lông con này đầu 1/2, khoảng Shinko, điện áp 100V, 350W, 3.7A, từ 0 đến 2.100 vòng trên phút, đảo chiều như bắn dít, dây nguồn dài 8m, đầu 1/2, đảo chiều đây nghe này. Đây đang bắn vô ha, đi tốc cò bấm chậm nè, chậm nhẹ nè, nó mạnh thấy nhanh, đi tốc cò. Còn rất là mới luôn nghe nè. Dành cho anh em thích sử dụng máy bắn bu lông mà dán như bắn dít ha. Đây bó dây nguồn dài 8m nha,
mã 6, sau ghi anh em mã 220, giá 600, 600 anh em. Tiếp theo 221 bu lông Makita siêu đẹp, mắt in da băng, dây nguồn dài 5m. Đây, tem nằm đây, phía dưới đây nghe nè, 6905H, điện áp 100V, 4.95A, 470W, 2200 vòng phút, mắt in da băng. Anh em xem rõ ha, con này rất là mới nghe nè, mới nguyên bản ha, cầm dây nguồn cũng của Makita luôn. Tới chức năng anh em xem, đảo chiều đây nghe nè, đầu của nó là đầu 1/2 ha, cực kỳ xinh xò. Mã 221 giá 750.000 đồng nghe nè, 750.000 đồng ha. Máy phò nhiệt, điện áp 100V, công suất 600W và 1200W. Máy phò nhiệt anh em, có nút chỉnh từ nhiệt qua gió. Ok, tối đa 1200W. Khoảng nu nốt bi, điện áp 100V, dây nguồn dài khoảng 3m. Test chức năng anh em xem, như gì là 600W còn nóng rồi nghe nè, ấn nút này vào thì nó sẽ bớt nhiệt thêm gió, còn hàng 200W thì nó nóng hơn, ấn là lên là tăng gió bớt nhiệt, ngã này xuống là tăng nhiệt bớt gió nghe nè, cực kỳ nóng ha. Đây là máy phò nhiệt, mã 228 giá 250.000 đồng nghe nè. Tiếp tục bu lông 1/2, sau ghi anh em bu lông Makita 3/4, mã 223, công suất 1050W, 11A, điện áp 100V của Makita, 1700 vòng trên phút, đầu 3/4 anh em, dây nguồn dài 5m của Makita chính hãng ha. Cái chức năng anh em xem, đảo chiều truy tay cò, con này công suất cực kỳ mạnh nha, dành cho anh em sử dụng chuyên dụng nha anh em. Mã 223 giá 1.000.000, bu lông giá 1.000.000 là cực kỳ rẻ nha anh em. Tiếp theo 224 6906, 11A, điện áp 100V, 1050W, 1700 vòng trên phút của Makita, sản xuất lắp ráp dùng từ Nhật Bản, đậu 3/4 luôn, dây nguồn dài 5m của hãng Makita luôn nha anh em, dây của Makita luôn ha. Đảo chiều trực tiếp tay cò, test chức năng anh em xem, hai hai bốn giá 1.000.000 luôn nghe nè, đồng giá ha, thích nào lấy đó. Cưa lọng mini, con này của hãng Nadia nha anh em, con này rất là độc ha. Đây tem nằm dưới đây nè anh em, điện áp 100V, 110W, con này rất là dáng rất là độc nha nè, anh em hãy xem ha. Đây, cái dáng này, cái công tắc nằm trên đây nha anh em, dây nguồn dài 3m, tất tiếp năng anh em xem, cưa lọng mini ha. Mã 209 giá 250.000 đồng nha anh em, độc lạ. Cho anh em mua cưa lọng mình sẽ tặng lưỡi cưa cho anh em sử dụng luôn nha. Tiếp theo cưa lọng 2007, con này của hãng Boss, sản xuất tại New Zealand, điện áp 100V, 3.2A, 300W. Đây anh em, Boss chính hãng nha, Đức nhập Nhật, siêu sử dụng lưỡi tối đa 53 ly nha anh em. Đó, ok, test chức năng anh em xem,
có giữ lửa đầy đủ ha, cưa cực chỉnh, boss đứt nhập nhật, mã 207 giá 300.000 đồng. Con này giống con nãy mà tem mắt đầy đủ hơn anh em. Tem mắt đầy đủ hơn hai bên ha. Đây. Đây, đây. Sản xuất tại Queensland luôn. Điện áp 100V, 300W, sử dụng lưỡi tối đa 53 ly, 3.2 ampere. Có giữ lưỡi đầy đủ. Dây nguồn dài 3 m, test chức năng anh em xem. Mã 208 giá 350.000 đồng nha anh em. Blast Anacker, cưa lọng có tùy chỉnh độ sọc, auto lock, tự động khóa ha, nhanh gọn lẹ, tem mát đầy đủ hai bơm, điện áp 100V, 520W từ 0 đến 3.000 vòng trên phút anh em, ok chưa? Con này thì đợt trước mình có một con quay cho anh em xem rồi nè, ha, anh em là đang có nhu cầu dùng máy này sử dụng nha, đi tốc cò, anh em bấm chậm nó cực kỳ chậm, bấm mạnh vào thì sẽ nhanh. Đây giá lưỡi đang hoạt động nha. Mã 210 giá 450.000 đồng. Tiếp theo 213 và 225. 213 thì con này của hãng Bosch, GST 100, điện áp 100V, 650W nha anh em ha. Con này cực kỳ mạnh nha, 650W, có tùy chỉnh đá lưỡi, thổi bụi, auto lock. Auto lock nghĩa là sao? Anh em dặn ra gắn lưỡi vào buông ra là gài lại xong. Dứt điểm, đều tóc chỉnh ở trên. Dây nguồn dài 3 m, test chức năng anh em xem. Tùy chỉnh tốc độ động cơ thoải mái nha anh em. Auto lock hãng Bosch, công suất lớn 650W của Đức Nhật Nhật chính hãng. Mã 213 giá 500.000 đồng. Tặng một cặp lưỡi cương nha anh em. 225, máy thổi vừa hút vừa thổi. Cái này anh em có thể tháo ra gắn cái ống thổi vào nha anh em ha. Đó. Rồi. Dây nguồn dài 3 m, điện áp 100V, 13.000 vòng trên 1 phút, 370W, thổi 2m3, từ ống ra 2m3 anh em, 4A ha. Hút đường này, thổi đường này ha. Mã 225 giá 300.000 đồng. Bào Hitachi, lưỡi 82, 320W, mini gọn nhẹ cho anh em, tem mát đầy đủ, 3.4A, 12.000 vòng trên 1 phút, lưỡi 82, 320W cho anh em. Hitachi sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản ha. Thì chỉnh độ nông sâu ở đây, lưỡi theo máy vẫn còn, lưỡi ghim theo máy luôn nha anh em, hình sạch sẽ sáng bóng. Dây nguồn dài 3 m, tới chức năng anh em xem. Mã 202 giá 350.000 đồng nha anh em. Máy bào Makita, lưỡi 82, điện áp 100V, 480W, 16.000 vòng trên phút, 8A. Tùy chỉnh độ nông sâu đây. Ra vô lên đây thoải mái nha anh em. Cặp lưỡi bào theo máy vẫn còn, sạch sẽ sáng bóng của Makita, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản, dây nguồn dài cũng dây nguồn của Makita luôn, dài 3 m. Test chức năng anh em xem. Mã 203 giá 400.000 đồng.
204. Bào Makita lưỡi 82 1900 BA, điện áp 100V 5A 16.000 vòng trên phút, 480W của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Tùy chỉnh độ nông sâu ở đây. Cặp lưỡi zin theo máy vẫn còn, lưỡi 82 ly nha anh em. Ha. Dây nguồn dài 3m. Dây của Makita luôn. Các chức năng anh em xem. Có thắng từ. An toàn cho anh em sử dụng. Mã 204 giá 500.000 đồng nha anh em. Con này có thắng từ ha. Cưa kiếm mã số 200, điện áp 100V 300W, dụng lưỡi 2 tấc, tay mát hai bên đầy đủ nha anh em ha. Dây nguồn dài khoảng 3m. Test chức năng anh em xem. Dây tóc còn nha anh em, bấm nhẹ chậm. Có mạnh giỏi nha anh. Mã 200 giá 350.000 đồng nha anh em. Hai không một Black Anacker, điện áp 100V từ 0 đến 5.500 vòng trên phút, 4.1A 400W, tặng lưỡi zin theo máy anh em, lưỡi bãi Nhật ha, dây nguồn dài 4m. Test chức năng anh em xem. Điều tốc cò bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh. Mã 201 giá 400.000 đồng, tặng lưỡi. Trước khi qua lô máy khoan thì mình quay con này cho anh em xem luôn anh em. Con này máy cắt đa năng, lưỡi của nó là lưỡi 1 tấc ha. Điện áp của nó 100V, 750W, 8A 13.000 vòng trên phút. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Có hộp thổi bụi, đựng bụi nha anh em, dây nguồn dài 5m, lưỡi theo máy, lưỡi hợp kim. Lưỡi hợp kim 1 tấc nha anh em. Đây. Cho anh em cắt á, cắt thì cái. Cho anh em quay góc này lại, quay gì sao thấy. Cho anh em cắt thì bụi nó sẽ gom vô trong cái đống này nè ha. Kín hoàn toàn nha, nó không có cái lỗ nào thoát ra hết. Cắt xong rồi anh em có thể tháo cái này ra vệ sinh sạch sẽ được, rất là đơn giản ha. Đây, này hàng nguyên bản nha anh em. Cộng dây của nó dây của hàng Hitachi luôn, dài khoảng 5m. Đây anh em có thể xem hàng nguyên bản nha anh em, chưa sửa chữa ha. Mã của nó 226, test chức năng anh em xem. Điện áp 100V nha anh em, máy cắt đa năng ha, có hộp bụi đầy đủ, máy móc êm ái nhẹ nhàng, lưỡi theo máy là lưỡi hợp kim luôn. Rồi mã 226 giá 800.000 đồng nha anh em. Dây nguồn dài 5m, giá 800. Ta sẽ bắt đầu với lô khoan nha anh em. Đầu tiên là 175, con này của hãng Home Tour ha. Có khoan búa, khoan thường, đảo chiều, đầu 10 ly. Điện áp 100V, 4.2A, 400W, 2.300 vòng trên phút nha anh em. Sử dụng lượng mũi, mũi từ 1.5 đến 10 ly. Test chức năng anh em xem. Điện áp 100V nha anh em, lưu ý điều đó nha anh em. Chức năng khoan búa. Nhấn vào chức năng khoan thường nha anh em. Ha, hai chức năng khoan búa và khoan thường. Mã 175 giá 300.000 đồng. 176, con này của hãng Hitachi nha anh em. Rất là đẹp. Khoan búa khoan thường đầu 10 ly, tay mát đầy đủ. Nguyên zin. Có điều tóc, điện áp 100V, sản xuất tại nhà máy Yamagata, Nhật Bản, 4.4A, từ 0 đến 2.800 vòng trên 1 phút, 420W, đầu 10 ly, ok chưa, dây nguồn dài 5m, test chức năng anh em xem, chức năng khoan thường, cho ghi anh em, đây chức năng khoan búa nha anh em, ha. Có hệ thống đảo chiều ở đây, chức năng khoan búa, chuyển qua chức năng khoan thường, nhấn nút đây nha anh em. Chức năng khoan thường.
chiếc nhau khoan thường rất là êm ái ha. Ngoài ra thì nó có điều tóc nữa, anh em chỉnh nhẹ là được. Nhẹ được nha, mạnh hơn nữa nè, mạnh tối đa. Cái này anh em có thể tùy chỉnh tốc độ động cơ được, thoải mái sử dụng. Nút điều tốc nằm đây nè, chỉnh cho yếu nhất cũng được, chỉnh cho mạnh nhất cũng được, điều tốc còi vẫn được nha. Để mình test cái đầu ga vô cho anh em xem, đảo chiều trên đây ha, đầu ga nè, vô cực kỳ nhẹ nhàng êm ái nha anh em. Mã 176 giá 350.000 đồng ha, rất là đẹp nha anh em. Hitachi. Tiếp theo 177 Makita đầu 10 ly điện áp 100V 430W từ 0 đến 2700 vòng trên 1 phút. Đảo chiều, đầu điều tốc đầy đủ, đầu 10 ly nha anh em. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Đảo chiều. Đảo chiều đầy đủ đúng không? Rồi, cái chức năng, đây chức năng khoan thường nha anh em. Thằng búa. Hai chức năng, anh em có thể thoải mái lựa chọn chức năng mình cần sử dụng. Đầu 10 ly, đảo chiều, điều tốc đầy đủ. Điều tốc cò anh em bấm nhẹ chậm nè. Bấm mạnh. Nhanh, mạnh. Ok chưa? Mã 177. Máy siêu đẹp nha anh em ha. Của hãng Makita, rất là đẹp. Cái đầu là đầu ghim luôn nha anh em. Đầu Gin Makita luôn, đầu 10 ly, mã 177 giá 400.000 đồng. Cực kỳ đẹp, tay mát cực rõ nha, có đảo chiều đầy đủ. 177 giá 400.000 đồng nha anh em. Rồi tiếp theo tới khoa khoan đầu 13 ly ha. 13 ly thì có nhiều loại anh em có thể lựa chọn theo cái nhu cầu sở thích của mình. Con đầu tiên Hitachi 178 Hitachi DV20 VB2 760W điện áp 100V 8A 3000 vòng trên phút nha anh em. Có điều tóc luôn anh em, hay tùy chỉnh luôn. Đầu 13 ly, đảo chiều đầy đủ, hai chức năng khoan búa khoan thường, tốc độ 1-2. Ok chưa, có tốc độ 1-2 luôn. Đi lên nguồn gin của Hitachi luôn. Ok, test chức năng anh em xem. Đảo chiều, khoan gà, đây chức năng khoan búa nè anh em. Chuyển chức năng khoan thường ha. Chức năng khoan thường. Khoan ga, đảo chiều, khoan vô. Hai tốc độ 2-1. Đây tốc độ mức 1 nha anh em. Mức 1 nó sẽ chậm hơn ha. Đổi chức năng đây. Chức năng là chức năng khoan thường, đổi chức năng khoan bê tông. Mình thấy búa không? Ok chưa? Hai chức năng, đảo chiều, khoan ga, khoan dài. Đầu 13 ly của gạt ma này luôn nghe nè ha. Mã 178 giá 450.000 đồng nghe nè. Một 179 là con máy của hãng Makita ha. Con này đẹp, tem đẹp. Makita, hai tốc, 1-2. Hai chức năng khoan thường và khoan búa. Tem mát. Điện áp 100V, 7.6A, 720W. Made in Japan. 2900 vòng trên phút nha anh em, từ 0 đến 2900 vòng trên phút. Tem made in Japan, đầu 13 ly. Dây nguồn dài 5m. Dây zin của Makita luôn. Ok chưa? Rồi. Đảo chiều. Khoan ga anh em, khoan vô nè. Ga vô cực kỳ nhẹ nhàng thôi nè.
Rồi, gai vô cực kỳ nhẹ nhàng thôi. Ok. Test chức năng khoan thường. Đang mức bên khoan thường nha anh em. Cực kỳ êm ái. Chức năng bê tông chuyển qua bên đây. Chức năng bê tông khoan thường, chức năng bê tông chuyển bên đây nha anh em. Ok chưa ha. Rồi, mức tốc độ 1 và 2, cực kỳ mà anh em có thể nghe tiếng máy ha. Vào ra đơn giản gọn nhẹ đó, anh em có xem rất là nhẹ nhàng. Mã 179 giá 500.000 đồng nha anh em. Made in da băng ha, made in da băng 179 giá 500.000 đồng. Dây nguồn dài 5m nha anh em. Makita. Tiếp theo là con 13 ly của Boss. Tên của nó là GSB20-2GE. Từ 0 đến 3.300 vòng trên 1 phút. Tay mát Boss. Thì 100V 550W nha anh em. Sản xuất tại Queensland, điện áp 100V 550W. Từ 1.000 đến 3.000 vòng trên 1 phút ha. Tem mát đầy đủ. Đầu 13 ly. Hai chức năng khoan thường và khoan búa. Tốc độ 1-2. Đầu Yumika. Đầu 13 ly nha anh em. Dây dựng nguồn dài 5m. Test chức năng. Đây chức năng khoan búa, chuyển chức năng khoan thường. Chức năng khoan thường, khoan vào, đảo chiều. Ra vô nhẹ nhàng nha anh em. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Test chức năng khoan thường. Điều tốc cò, bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh. Chức năng khoan búa. Tốc 1-2. Chuyển về tốc 1. Tốc 1 chậm hơn anh em. Tốc 1. Test tốc 1 cho anh em xem. Tốc 2. Tốc 2 mạnh hơn, nhanh hơn. Cho đúng cái tua nó mới chuyển được nha anh em. Tốc 2 nhanh hơn. 3.000 vòng trên phút, tốc 1 là 1.000 vòng trên phút. Mã 180 giá 600.000 đồng nha anh em. Boss xịn ha. 600.000 đồng. Tiếp theo tới dòng máy khoan bê tông hai chức năng, đầu dài, nhanh gọn lẹ yêu thích của anh em nha anh em. 182, 183, 184, 3 cây đều là 2 gạch 22 hết nha anh em. 2 gạch 22E. Con này do Đức sản xuất nhập Nhật. Test chức năng giữa mũi. Công suất 500W, điện áp 100V. Made in Germany. 5.3A, Đức nhập Nhật. Chức năng khoan thường. Chức năng khoan bê tông. Chức năng giữ mũi. Ok. 182 giá 600.000 đồng. Chức năng giữ mũi. Chuyên nguồn dài trung bình 5m nha anh em.
2-22E Made in Việt Mary, điện áp 100V, 500W, 5.3A. Chức năng khoan thường, năng hoa bê tông. $183, giá 600.000 đồng. $184, vẫn là một dòng của nó nghe nè, chức năng dưới mũi. 500W, 5.3A, điện áp 100V, Made in Việt Mary, Đức, nhập Nhật. Test chức năng giữa mũi, test chức năng khoan thường trước. Chức năng khoan bê tông. Mã 184, giá 600.000 đồng. 3 mã đồng giá nha anh em. Tiếp theo 185. Con này là con công suất lớn dành em sử dụng chức năng nha, về nguồn dài 5m nè. 780W, sơ ghi anh em, 7.8A, 750W, Made in Việt Mary, Đức, nhập Nhật ha. Con này ngoại hình nó không được đẹp, chức năng nó cực mạnh nha anh em, dành cho anh em sử dụng chức năng. Dây nguồn dài 5m, hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Chức năng khoan thường, chức năng khoan bê tông nha anh em. Mã 185, giá 600.000 đồng. Con này là của Korea nha anh em. Con này không phải của Boss nha, của hãng Nhật, Hàn Quốc nha anh em. Korea. Để anh test chức năng giữa mũi cho anh em xem. Ngoại hình 500W, từ 0 đến 8.500 vòng trên phút. Con này có đảo chiều, hãng là Isuzu, Made in Korea, Hàn Quốc. Điện áp 115V, 4.4A, 500W, từ 0 đến 850 vòng trên phút. Hai chức năng khoan thường, khoan bê tông, dây nguồn dài 5m. Test chức năng anh em xem. Con này có đảo chiều luôn nghe anh em. Đảo chiều nè, khoan ra nè, khoan vô nè. Chức năng khoan búa. Anh em nào thích khoan có đảo chiều lấy con này xài được ha anh em. 186, có đảo chiều, có điều tốc của Hàn Quốc nha. Đây, chức năng giữ mũi đây. Ok. 186, giá 700.000 đồng. Rồi, bắt đầu qua tới khoan đẹp nha anh em ha. Đó là khoan chức năng giá rẻ cho em sử dụng, bây giờ tới khoan đẹp nè. 187, 22-22GE, có đảo chiều, tem mát đầy đủ, sản xuất tại Lichtensteiner, Đức, điện áp 100V, 6.5A, 620W, Made in Việt Mary. Hai chức năng rất là đẹp nha anh em. Các chức năng anh xem. Chức năng giữ mũi, dây nguồn dài 5m. Các chức năng khoan thường, chức năng khoan thường, đảo chiều, chức năng khoan búa. Búa cực mạnh nha anh em. Búa cực mạnh ha. GRH2-22GE, Đức, nhập Nhật. Rất đẹp nha anh em. Tem mát đầy đủ ha. Hàng xịn của Đức, của Boss. Đó. Mã 187, giá 800.000 đồng. Anh em sử dụng máy chức năng thì lựa máy kia ha. Còn anh em muốn làm đẹp hơn thì lấy máy này. Đó, rất đẹp, tem mát. Ba bờ đây. Made in Việt Mary, chính hãng Đức, nhập Nhật nha anh em. Ok, tới phiên bản bắt đầu hoàn thiện hơn từ từ nữa.
2 gạch 22, siêu đẹp, 500W thì 100V, cực đẹp anh em, tem niêm phong nó còn luôn ha. Made in Germany, 100V, 5.3A, 500W, tem mát ba bên. Cái chức năng giữ mũi, dây nguồn dài 5m, test máy anh em nghe xem, dây tóc gò bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh. Đây chức năng khoan búa, chức năng khoan thường nha nè, chức năng khoan thường ha, chức năng khoan búa. Mã 188 giá 900. Đẹp nha anh em. Không thể so với mấy con 600 được nha. Ha, tiền nào của nấy. Tiền nào của nấy nha anh em. Rồi, cái con xịn nhất này nè. Xịn nhất. GBH 2 gạch 20S, 500W, nẻ 100V, đẹp toàn diện. Tem niêm phong chưa tháo nha nè. Made in Germany, 5.3A, 500W, có hút hỏi hơi ha, tao bụi. Tem 1, 2, 3, 4, tem thêm tem niêm phong nữa nha. Cực kỳ mới nha. Đây là mấy con bản đẹp, cho anh em thích máy đẹp. Mình có sẽ có cố gắng thiệt là phục vụ đầy đủ nhu cầu cho anh em có máy lựa chọn ha. Test chức năng giữ mũi nè, chức năng quan trọng nè. Ok rồi, dây nguồn dài 5m, chức năng khoan thường, có điều tóc cò nha anh em bấm chậm nhẹ ha, bấm chậm là nhẹ, bấm mạnh nó mới nhanh nha anh em, nhanh vừa mạnh ha. Cực kỳ mới, quá trời đẹp con này. Chức năng khoan bê tông, rất là ok. Dành cho anh em mua về chân siêu tầm, hàng boss xịn ha. Mã 189 giá 1 triệu nghe anh em. 189 giá 1 triệu. Tháo lắp mũi đơn giản gọn gàng. Dây nguồn dài 5m. Tiếp theo sẽ là các máy ba chức năng nha. Đó, Makita ba chức năng. Chức năng khoan thường, khoan bê tông, đục bê tông. Điện áp 100V, 8.4A, 800W. 1.500 vòng đến 3.300 vòng trên phút nha anh em. Cùng hãng Makita. Cái chiếc tăng giữ mũi. Dây nguồn dài 5m. Chỗ này dành cho anh em sử dụng chức năng nha. Sử dụng chức năng. Đó. Bây giờ mình sẽ test chức năng khoan thường trước. Chức năng khoan thường nha anh em. À, còn có đảo chiều đầy đủ ha. Đảo chiều đây. Khoan ra. Này khoan vô. Chức năng khoan bê tông. Đục bê tông nghe anh em. Có đèn led luôn ha, con này đời rất cao. Dành cho em sử dụng chức năng mã 190 giá 1.1 triệu nghe anh em. Tháo lắp mũi cực kỳ đơn giản. Ba chức năng, khoan thường, khoan búa và đục bê tông. 190 giá 1.1 triệu. Máy cực mạnh, cực lực của hãng Hitachi anh em. Con này dòng máy mới trên thị trường có giá khoảng là 14 triệu. 14-15 triệu anh em. Con này là Hitachi DH30BC2, hãng Hitachi. Ba chức năng, khoan thường, khoan búa và đục bê tông anh em. Test chức năng anh em xem ha. Con này dây nguồn dài 5m, đầu gài nhanh, nặng khoảng
5 ký mấy nha nè. 5 ký 8, 6 ký á. Test chức năng giữa mũi. Công suất 850W, 9A ha. Cực kỳ mạnh. Test chức năng anh em xem. Bây giờ mình sẽ kiểm tra chức, đây là chức năng khoan thường. Chức năng khoan thường anh em. Xoay như thế nào đây? Đây, xoay qua bên đây. Tới chức năng khoan bê tông. Chức năng khoan bê tông cho anh em xem. Đây, chức năng khoan bê tông anh em. 850W là con người, cái lực của nó cực kỳ mạnh ha. Chức năng thứ ba, đục bê tông. Ba chức năng anh em, hàng nguyên bản nguyên zin ha, chưa qua sửa chữa tháo lắp, đó. Ngoại hình đã qua sử dụng, dành cho anh em sử dụng chức năng, mã 191, giá 1.2 nha anh em, giá 1.2, điện áp 100V, 850W, tháo lắp, đơn giản gọn gàng. Ba chức năng khoan thường, khoan bê tông, đục bê tông, anh em có thể search trên Google ha, Hitachi DH30BC2, giá rồi giá mới rất nhiều nha nè. Ok, con này giá cũ thanh lý em giá 1 triệu, anh em 1.2 triệu. Rồi anh em nào nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình. Đục Makita H830, sau ghi anh em 1810, H830 con kia nè, 1810 ha. Ok, mình sửa camera lại một xíu cho anh em dễ xem nè. Rồi mã 192, điện áp 100V, 550W, 3200 vòng trên phút, chuyên đục. Lắp mũi vào đục thử cho anh em xem. Đục thử nha anh em. Điều đốc cò này bấm chậm nó nhẹ, bấm mạnh nhanh ha. Mã 192, giá 600.000 đồng, tặng mũi đục, dây nguồn dài 5m nha anh em. Máy mini, máy nhỏ. 195, 195, máy đục H41XA, công suất 1050W, 11A, điện áp 100V nha anh em. Con này quá quen thuộc rồi, nút nhấn đây nè, nhấn vào, mở lên, bỏ mũi vào. Dài lại, rồi dây nguồn dài 5m. Một chức năng duy nhất là đục bê tông nha nè. Một 195, giá 750.000 đồng nha nè. Tặng mũi. Một 196, máy đục Makita HG3520, hai chức năng vừa khoan vừa đục, tự động gắn mũi khoan thì khoan, gắn mũi đục thì đục nha em. Dây điện nguồn 5m, công suất 1050W, gắn mũi khoan là khoan, gắn mũi đục là đục. Đây mũi khoan nha anh em. Gắn mũi đục vào là đục.
anh em lưu ý điện áp 100V ha. Mã 196 giá 900.000 đồng. Tặng một cặp mũ đục nha anh em. Ha, 196 giá 900. Tặng một mũi đục, một mũi khoan, con này rất là mới, rất là đẹp. Dây nguồn dài 5m, nguyên bản nguyên zin nha anh em. Tiếp theo, máy đục Boss GSH388. Công suất 1050W, điện áp 100V nha. Tem ở đây, tem trong đây nữa ha. Đây, cái này còn tem nữa nè. Nhéo 100V này, 1050W. Sản xuất tại Lexiner Đức, Martin Việt Money, 11,7A. Ha. Rồi, em gắn mũi vào test máy anh em xem. Đây, gắn mũi vô. Rồi, test chức năng giữ mũi luôn nha anh em. Sử dụng mũi thông thường, không có vấn đề khó khăn hết. Dây nguồn dài 5m, test chức năng anh em xem. Ok chưa? Con này bị rớt mã số anh em, mã của nó là 197 ha. Boss, máy đục Boss 197, giá 1 triệu chẳng anh em. Đó, dành cho anh sử dụng máy đục. Tặng mũi luôn, tặng mũi đục cho anh em luôn. 197 máy đục Boss, giá 1 triệu, tháo lắp đơn giản gọn gàng. Tặng mũi đục luôn. Tiếp theo, hai con máy cuối cùng 198 và 199. Hai con này thì đã lên điện 220 rồi nha anh em. Điện 220. Tới chức năng bằng điện 220 cho anh em xem. Rồi. 198 mini nhỏ gọn. Makita HK1810 5.2A, 505W, mắt in dây băng. Con này quấn nguồn 220 rồi. Thử mũi cho anh em xem, tắt điện luôn. Không bây giờ lại lại. Khi anh em sử dụng khóa hai con này lại lại chặt nha anh em. Mã 198 máy đục mini điện 220 giá 1.1 triệu. Chín máy đục Makita lớn, công suất 1000, công suất 760W, điện áp 100V, đã lên điện 220 của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Gắn mũi này xem. Test chức năng giữ mũi. Đã lên điện 220. Đi công trình ghim vào xài luôn, khỏi sợ gắn đo vấn đề gì hết. Đang ghim trực tiếp điện 220 nha anh em. Cực mạnh, mã 199 giá 1.4 triệu nha anh em. Ha, điện 220, máy đục Makita 17 ly, tặng mũi ghim thép Nhật cho anh em theo máy cho anh em sử dụng thoải mái. Mã 199 giá 1.4 triệu, điện 220. Dây điện nguồn dài 5m nha anh em. Cảm ơn quý khách đã xem video, hẹn gặp quý khách trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những máy mới nhất. Xin cảm ơn.